da được cấu trúc bởi 3 tầng chính. Tầng thượng bì, epidermis, nơi tạo nên sự khác biệt về sắc da ở mỗi người. Keratinocyte là tế bào sừng tạo nên bề mặt da và là lớp màng đầu tiên chịu tác động từ môi trường bên ngoài. Melanocyte là tế bào hắc tố nằm tại lớp đáy của tầng thượng bì, có dạng hình sao. Bên trong melanocyte có những khối hình cầu nằm rải rác được gọi là melanosome. Các phản ứng hóa học diễn ra bên trong melanosome sẽ biến acid amin tyrosine thành melanin. Khi sự hình thành melanin tăng mạnh và càng có nhiều melanosome được chuyển lên tế bào sừng keratinocyte, dẫn đến tình trạng thâm sạm trên da. Rudenuquay N1 chứa các thành phần chính gồm niacinamide, alpha arbutin, vitamin C, phenylethyl resorcinol, kojic acid, N-acetin bonding, làm giảm khả năng sản sinh các melanosome, ức chế men tyrosinase nhằm ngăn cản sự hình thành sắc tố melanin. Ngoài ra, Nuquay N1 còn giúp ngăn chặn các gốc tự do phá hủy, gây lão hóa da, ngăn chặn quá trình hình thành các hắc sắc tố melanin và chống oxy hóa tổng hợp, mang lại sự tươi mới và hồng hào cho vùng nhũ hoa của bạn.